Xin kính chào các bạn thân mến, đã quay trở lại với video tiếp theo của Viện Tóc Bảo Khánh nhá. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ đi cắt bớt một kiểu tóc, cắt bớt công đoạn nha anh em nhá. Cắt hơi cao cao một chút. Thường thường thì các bạn hay bảo là tại sao mà mình cắt kê lược này cắt nó vẫn rất là đẹp. Thì ở đây thì hôm nay thì anh em sẽ chú ý là mình nếu mà cắt cao ấy thì anh em chú ý cái đít lược của Khánh này, mình kê cao hơn bình thường nhá các bạn nhá. Mình không kê thấp nữa. Đó. Nếu các bạn thấy không ạ? Nhanh không ạ? Lần đầu thì phá tóc, lần 2 thì anh em có thể đi để cho nó nét hơn. Lần 3 nếu mà chưa nét thì anh em đi lần 3 nha anh em nhá. Rồi đến cái này thì một là anh em dùng cái cứ 1 mm anh em đẩy chém chéo cái này này. Còn không thì anh em vẫn dùng cái tông tông thường, anh em mở hết lưới ra anh em hất nhá. Cái này cũng một cách rất là hay. Rồi đến cái phần này thì anh em nào mà muốn sắc nét hơn thì anh em đóng lưới vào này. Anh em đi khung ở phần phía bên dưới này. Anh em chả cần dùng cứ quá nhiều đâu ạ. Đó. Anh em đi khung nhìn làm sao để nhìn cái mức độ mà độ cao mình mong muốn ấy. Rồi ok, đến cái phần này thì anh em thấy xong cái khung nhìn nó đều rồi ấy. Thì anh em sẽ mở lưới nhá. Mở hết lưới ra. Anh em đẩy chéo chéo như này này. Nhưng mà anh em chú ý là cái phần cái lưới tông đơ của mình ấy, mình sẽ để cho nó thẳng đứng lên nhé. Nếu mà bạn nào mà làm chưa quen thì anh em cố làm chậm nhất có thể để cho nó tích hợp đến cái tay của mình, làm thế nào đến mà đến cái lúc mà anh em cảm thấy nó làm nó thoải mái nhất mà nó nhanh nhất thì lúc đấy thì anh em sẽ làm đẩy được nhanh hơn như mình. Đó anh em thấy không ạ? Rồi anh em mở hết lưới ra xong anh em đóng vào một chút xíu này. Để cho nó phá cái ngấn bé hơn một chút xíu. Rồi phần phía bên dưới cùng thì anh em có thể đóng lưới vào, hoặc là anh em dùng máy cạo khô. Rồi đến cái phần này thì anh em, đấy cái phần tay mình vòng qua ấy, thì anh em dùng cái lưới 1.2 này. Cái cứ 1.2 rồi anh em đóng lưới vào nhá. Anh em đẩy nhẹ một chút xíu là ok. Cái cắt này là rất là đơn giản nha các bạn ạ. Cái cắt này là hầu hết là tất cả mọi người đều áp dụng được thực tế hàng ngày luôn. Cái này thì mình không làm màu mè nó quá nhiều nha các bạn ạ. Cái này thì mình cắt thực tế luôn. Đó. Còn ở phần phía bên trên cái thành này, nếu mà còn hơi nhô nhô ra một chút đấy. Đó anh em thấy không ạ? Mình kê lược nó còn nhô ra hay đậm đậm thì anh em gạt gạt đi một chút là này, cái thành nó thẳng đứng thẳng tưng luôn đấy. Bạn nào làm quen rồi thì các bạn xem video của Khánh nhiều rồi thì các bạn sẽ hiểu là cắt như nào nó nhanh nhất có thể. Đấy, còn phần phía bên dưới cùng thì bạn nào muốn sát hơn đây nữa thì các bạn có thể dùng máy cạo khô nha các bạn nhé. Đó, như này là ok. Còn nếu bạn nào cắt thấp hơn thì các bạn vẫn cứ áp dụng bình thường như kiểu này thôi. Còn đối với đầu của khách này thì Khánh họ lựa chọn cắt hơi cao một chút, bởi vì đến mùa hè rồi nên là họ yêu cầu cắt cao. Đó, đây là một cái quy trình cắt rất là đơn giản thôi. Đó, mình để gần cho mọi người nhìn này. Đấy, ok anh ạ. Đó. Đó, mọi người nhìn cái thành này để mình đặt cái máy nó chuẩn một chút. Đấy, cái phần này này. Bạn nào muốn thấp thì các bạn có thể kê lược nó thấp hơn đấy. Đấy, mình dùng cái mặt tông này để phá cho nó nhanh. Đó, cái phần mình lưu ý này, cái phần đằng sau này này, bạn nào muốn cao thì đừng cắt cao quá nhá. Mình cắt tương đối thấp vừa vừa thôi. Bởi đầu như đầu của khách hàng ấy, có thể một số đầu là nó bị lõm ở phần trên này. Như đầu khách hàng này nó bị lõm này, rất là nhiều ngấn luôn. Cái phần này thì hầu hết là rất là nhiều bạn hỏi tại sao thì nhìn nó đẩy nhanh như thế. Đấy, như các bạn thấy đấy, Khánh làm rất là đơn giản thôi. Bởi vì Khánh không phải là tuyển mẫu làm nên là tuyển mẫu quay nên là không thể nào mân mê lâu quá để cho khách người ta lâu đợi lâu quá được. Đầu của khách này là phần đằng sau là nó bị lõm nhá. Ở phần đằng sau ở trên, phần trên trên này. Đấy, phần đẩy tông bên trên này nó hơi bị lõm vào trong nên là nhìn nó hơi đậm một chút. Với lại do cái máy của mình để nó hơi thấp một chút xíu nên là nhìn nó hơi cao. Đó, phần dưới này thì các bạn có thể đóng lưới vào gạt một phát như này là xong.
Đấy, cách này thì thường thường nếu mà các bạn nào mà không cần cắt quá sát thì anh em chỉ cần dùng cách này thôi, một phát một là ăn luôn. Đấy. Nói chung thì rất là nhiều bạn bình luận như này như kia, nói thật thì đối với các bạn thì không đã làm thợ ấy thì không nhất thiết thì mình phải cắt như này như kia cho khách hàng cả. Nói chung khách hàng yêu cầu như nào thì mình cắt như thế cho khách hàng thôi. Còn nếu mà khách hàng nào mà nó chưa biết form tóc của mình để thế nào cho đẹp ấy thì mình tư vấn cho họ, nếu mà họ không đồng ý thì mình vẫn cắt theo cách của họ thôi. Đấy, như các bạn thấy phần này thì hầu hết Khánh chỉ cần gọt vài phát này nhìn không còn ngấn rồi đúng không? Nó rất là hiệu quả, rất là đơn giản thôi. Chủ yếu là các bạn hiểu được cái quy trình làm thế nào để nó nhanh nhất có thể là ok. Bởi vì rất là nhiều người cứ nói như này nói như kia, thực tế thì kể cả bạn làm nghề, kể cả có đam mê như thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn làm vì tiền, đúng không ạ? Đấy, như các bạn thấy mình kê liệu một phát xong mình đẩy đó, mình đẩy một phát coi như gần như là hết ngấn luôn. Còn nếu mà bạn nào mà muốn nó có hiệu ứng đẹp hơn ở phần phía bên dưới sát hơn ấy thì các bạn có thể dùng máy cạo khô nhé. Đó, đến cái phần này thì rất là nhiều tóc mà mình không thể nào kê một chiều được, nên là mình phải kê nhiều chiều hướng khác nhau để cắt nó nhanh nhất có thể, tối ưu được cái thời gian nhất có thể mà giữ được cái thành nhá. Anh em phải lưu ý là giữ được cái thành nhìn nó đẹp nhá. Bởi vì khách hàng người ta ngồi trước gương ấy, câu này thì Khánh nói rất là nhiều rồi, mình ngồi trước gương mà khách hàng người ta soi hai bên thành mà một bên lồi một bên lõm hoặc là nhìn nó lơm nhơm thì khách người ta sẽ không ưng đâu. Đấy là cái đầu tiên. Còn ở phần đằng sau có thể khách người ta không thấy, nhưng mà mình đã là một người thợ ấy, thì anh em phải làm thế nào để nhìn nó cân đối nhất có thể nhá. Rồi đến cái phần này này, bạn nào nếu muốn sát hơn phần phía bên dưới này thì các bạn này dùng cái tông nó sát hơn nhá. Đó, mình thì cũng hay cắt tương đối cắt bớt công đoạn thôi. Ở phần dưới thì mình muốn sát hơn thì mình dùng cái tông nó sát hơn, hoặc là anh em dùng máy cạo khô cũng được. Nhưng mà thường thường thì hầu hết là mình cắt để áp dụng hàng ngày ấy, thì hầu hết cũng ít, rất là tương đối ít những người nào cắt nó cao quá được như này đâu. Bởi vì không phải đầu nào cũng có thể cắt cao được, không phải đầu nào mình cũng có thể cắt thấp được, cũng không phải là đầu nào mình cũng có thể cắt sát được như này đâu. Khá nhiều anh em hỏi rằng tại sao mà cứ cắt một kiểu tóc cắt đẩy cao như này. Thực tế thì ở chỗ của Khánh thì hầu hết là họ thứ rằng họ ở đây thì họ nông dân đấy, nên người ta chỉ cần gọi là cắt ngắn thôi chứ không không cần gọi là cắt nó quá thấp để làm cái gì đâu ạ. Nên là mình sẽ chiều khách hàng thôi. Tất nhiên là một số người thì nói này nói kia, nhưng mà bản thân của Khánh làm như này không phải là vì chia sẻ với các bạn thôi, mang tính cách là chia sẻ với các bạn thôi, không dạy các bạn, không lấy một đồng tiền nào của các bạn cả. Nên là mọi người bạn bạn nào cảm thấy học được từ video này ấy, rút rút ra được những cái kinh nghiệm từ đây ấy, thì các bạn có thể xem và đừng quên bấm theo dõi kênh và fanpage để tương tác với nhau nha các bạn nhé. Bạn nào thấy hay thì like và chia sẻ để Khánh có động lực làm tiếp video để hướng dẫn các bạn. Nhất là các bạn mới vào nghề hoặc là các bạn đã vào nghề tương đối lâu mà các bạn không tìm được ra những cái cách cắt làm thế nào để nó nhanh nhất và nó hiệu quả nhất đấy. Đó. Đây, mình cho các bạn nhìn cái nói chung thì mình đã cắt xong được cái thành nó đẹp rồi ấy, thì mình phải tỉa tạo hiệu ứng nhá các bạn nhé. Còn tỉa tạo hiệu ứng như nào thì Khánh đã làm rất là nhiều video rất là chi tiết để hướng dẫn các bạn rồi. Nên là đến cái phần này thì mình sẽ không làm chi tiết quá để cho các bạn xem đâu. Bởi vì chủ yếu là cách cắt như thế nào để cho nó nhanh nhất có thể thôi. Nói chung thì bạn nào mới vào nghề thì nên học từ những cái cơ bản nhất. Còn bạn nào đã làm lâu rồi thì các bạn có thể áp dụng từ những cái nâng cao hơn một chút.
các bạn làm nghề ấy, nói chung mình làm nghề thì mình phải có một cái con mắt nhìn gọi là tương đối ok, khác hơn với những người khác bình thường ấy. Có thể một số người người ta nhìn không ra, nhưng mà mình đã là người thợ ấy thì mình phải nhìn ra được đâu là bị lồi, đâu là bị lõm. Tất nhiên đã là một người thợ ấy, kể cả làm lâu năm hay chưa lâu năm ấy, đã là một người thợ ấy, mà để soi ra được một cái đầu cắt thế nào là đẹp mà không còn lối ấy, thì hầu hết là soi cả ngày cũng không hết lối đâu các bạn ạ. Bởi vì thứ nhất là nó chỉ là một chín một mười thôi, nó không có đầu nào hay là chất tóc nào hay là khuôn mặt nào nó hoàn hảo cả. Mình làm để phục vụ nhu cầu của khách hàng, cắt tóc làm sao để cắt nó đẹp nhất có thể cho khách hàng. Mà với lại đơn giản là nghề này nó không phải là có bài có bản kiểu dạng như giống như là lấy cái cũ ra lắp cái mới vào đâu. Cái này là nó căn bằng tay, căn bằng mắt, nên là mỗi một người cái cách nhìn, mỗi một người cái cách thao tác ấy, thì nó hoàn toàn nó khác nhau, nên là không thể nào đòi hỏi là nó giống y hệt nhau được các bạn ạ. Ở phần phía bên trên thì mọi người có thể tham khảo thêm nhé. Bởi phần này thì mình không quay chi tiết ở phần phía bên trên đỉnh đầu, nên là mọi người có thể tham khảo thêm nhé. Và góc cắt này thì mình cắt cắt đơn giản thôi, mình cắt đuôi đuôi cho từ đằng sau ra đằng trước. Đây mình ở đây thì mình chủ yếu là cắt gọn gàng cho các khách hàng thôi, nên là mình không cắt kiểu dạng như màu mè quá. Đấy. Còn bạn nào mà muốn học về lý thuyết thì các bạn có thể liên hệ với Khánh nhé. Vì thứ nhất là các bạn làm cái nghề này thì các bạn phải bắt buộc phải biết lý thuyết thì các bạn mới hình dung được ra form đầu, chất tóc và hình dáng khuôn mặt từng người nhé. Các bạn sai lầm là cắt kiểu dạng cắt phiêu ấy, mình cứ thế cắt phiêu mà lúc đấy là làm việc là nó rất là khó. Bởi thứ nhất là mình cắt phiêu là nó rất là sợ là ở cái mà không biết mình cắt ra nó có đẹp hay không ấy, nên là nhiều người làm việc như thế là nó hay bị, thứ nhất là cái áp lực, thứ hai là cái tinh thần của mình nó không được thoải mái ấy, nên là nhiều lúc cắt ra thì sợ hỏng đúng không. Đây là các bạn cứ học để đến khi nào mình tự tin, đại loại là kiểu đầu mình cũng có thể chơi được ấy, thì lúc đấy thì các bạn làm việc thì nó mới hiệu quả được. Video này thì mình hầu hết là nó không cắt ra cái phần nào hết, nên là nguyên gốc từ cái phần đầu đến cái phần đuôi hết, tất cả là mình không cắt video cắt ra đoạn nào hết, nên là các bạn nhìn nó thực tế nhất có thể. Mình cũng có thể làm kiểu dạng làm hình ảnh chuyên nghiệp hơn như các một số kênh lớn, nhưng mà mình không thích. Bởi thứ nhất là mình chia sẻ với các bạn là mình chia sẻ thực tế nhất, không cắt video. Đấy, nên là mọi người nhìn hình ảnh không được đẹp thì mọi người thông cảm. Với lại một số góc góc máy quay thì nó không được chỉnh chỉnh chu lắm thì mọi người thông cảm. Bởi cái này thì mình chia sẻ thực thực tế nhất, nên là không có góc nào gọi là ảo quá hay là như nào đâu các bạn nhé. Còn bạn nào không hiểu về phần nào thì các bạn có thể đặt comment ở dưới phần bình luận video nhé, để mình xem lại bình luận của các bạn. Nếu mà bạn nào mà ấy thì mình sẽ làm video chi tiết ở phần góc đấy để gửi đến các bạn nhé. Bạn nào thấy hay thì nhớ like và đăng ký chia sẻ để tương tác với Khánh nhá, để Khánh còn biết các bạn còn yếu ở phần nào thì mình sẽ làm video cho chi tiết ở phần đấy cho gửi đến các bạn. Rồi đến cái phần là phần phí xung quanh này này các bạn, là cắt xong ấy, những cái phần liên kết giữa mình cắt bằng 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 lược ở phần trên ấy, mình kê cắt bằng kéo ở phần trên với lại phần bên dưới cắt tông đơ ấy, thì nó sẽ bị cái chỗ giáp danh nó sẽ bị lồi lõm một chút, hoặc là nó bị thừa lơm nhơm ra, thì các bạn bấm đi cho nó gọn gàng nhé các bạn nhé. Rồi có lẽ là video đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé. Chúc anh em có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc bên người gia đình thân yêu, và cũng chúc cho các bạn có thật nhiều sức khỏe.
và luôn luôn thành công trong mọi lĩnh vực, nhất là thành công trong ngành nghề làm tóc nha các bạn nha. Xin chào.